Xin chào quý vị các bạn, trên tay mình đây là Samsung Y6102. Và đây là phần loa ngoài, kim loa trong của máy. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan đến Y6102 thì hỏng loa trong, hỏng loa ngoài, nghe nhỏ, nghe xè, chập chờn cũng được không không. Quý hàng vui lòng mang máy qua các địa chỉ của Di Động Cao Cấp.vn. Chúng tôi luôn có sẵn cái phần loa ngoài này, loa trong của Y6102 thay mới vì các bạn. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn, quý hàng có thể gọi điện thoại đường dây nóng 024 66 75099 và truy cập vào website www.didongcaocap.vn. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video giới thiệu sản phẩm dịch vụ đã được triển khai từ Di Động Cao Cấp.vn để chỉ cấp dịch vụ sửa chữa bảo hành điện thoại Samsung Y6102 hàng đầu Việt Nam. Xin cảm ơn quý vị các bạn.